Thưa quý vị, những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của đông đảo hội viên phụ nữ các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Qua đó đã nâng cao nhận thức chính trị, ý thức tu dưỡng rèn luyện phẩm chất, đạo đức lối sống trong cán bộ hội viên phụ nữ và củng cố niềm tin của nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng. Trong một chương trình giao lưu gặp gỡ nhân chứng lịch sử với chủ đề nhớ Bác, các cô đã từng là nữ biệt động thành phố Đà Nẵng kể lại quá trình tham gia hoạt động cách mạng với nhiều sự gian dạ, mưu trí. Trong đó có cô đã vinh dự được gặp Bác Hồ 8 lần và đó cũng là những kỷ niệm không bao giờ quên. Qua lời kể của các nhân chứng lịch sử, cán bộ hội viên phụ nữ hiểu rõ hơn về chiến tranh ác liệt, ý chí phấn đấu của quân và dân cả nước nói chung, Quảng Nam Đà Nẵng nói riêng, khơi dậy lòng yêu nước, tự hào dân tộc, động viên các tầng lớp phụ nữ toàn quận ra sức thi đua, đẩy mạnh phong trào phụ nữ ngày càng phát triển. Đối với phụ nữ cũng như các anh hùng trong cái thời chống Mỹ để nêu bật được cái truyền thống hy sinh cũng như sự gan dạ của cô chú trong những thời điểm đó, và cũng muốn thông qua các cô các chú cũng như các thế hệ đi sau có những cái nét đẹp về văn hóa của người phụ nữ Đà Nẵng trong cái thời điểm hiện nay. Thông qua việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, các cấp hội phụ nữ thành phố đã gắn việc học tập làm theo Bác với việc thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua. Mỗi cán bộ hội viên phụ nữ đều thấy rõ trách nhiệm của việc tu dưỡng rèn luyện tư tưởng đạo đức lối sống, phấn đấu tích cực trong học tập, trong công tác cũng như lao động sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra trong nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp. Có thể nói rằng là phong trào học tập và làm theo Bác thì cũng đã xuất hiện nhiều cái gương điển hình tiên tiến, và hàng năm thì Hội Liên hiệp Phụ nữ cũng tổ chức cái hội nghị để biểu dương, để tuyên dương các gương điển hình này. Và có thể nói rằng là các phong trào học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách của Hồ Chí Minh nó cũng giúp cho hội viên phụ nữ ngày một tốt hơn. Giải thưởng chi hội phụ nữ tiêu biểu đề ra những cái mô hình rất là có hiệu quả, nhất là mô hình tiết kiệm làm theo lời Bác. Trong đó thì bằng những cái mô hình nuôi heo tiết kiệm đã giúp cho nhiều cái hoàn cảnh khó khăn, nhất là về cái mô hình là phần ăn yêu thương được duy trì đều đặn là một tháng 2 lần, mỗi lần 100 suất ăn gửi đến cho bà con nhân dân lao động tại khu dân cư. Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp tiếp tục nhân rộng điển hình tiên tiến, thúc đẩy các phong trào thi đua, lan tỏa những kinh nghiệm hay, mô hình sáng tạo, hiệu quả của những tập thể cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo gương Bác đến toàn thể hội viên, chi hội cơ sở, nhằm hướng đến xây dựng người phụ nữ Đà Nẵng có trách nhiệm cao với bản thân, gia đình, xã hội và đất nước.